Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Trong clip này thì mình sẽ nói về Team Ma, về S cộng Shiny Mega Gengar. Các bạn có cảm nhận thế nào về S cộng mới Shiny Mega Gengar vừa mới có ở trong cái sự kiện đấu giá cách đây 2 tuần trước với mình, mặc dù chỉ nuôi nó với 4 sao thôi và với 591.000 lực chiến so với mặt bằng chung những S cộng mình đang có là coi như là nó kém khoảng gần gấp đôi rồi. Và với Shiny Mega Gengar với 4 sao như thế này thì mình cũng cảm thấy nó tốt hơn khi mình sử dụng Songaleo 11 sao có ở trong team, bởi vì những hiệu ứng mà Shiny Mega Gengar nó đem lại cho team ma nó quá là tốt, như là có khả năng ẩn thân này, trong giúp team ma tránh né được những đòn tấn công của địch, hiệu ứng độc của nó rút máu cũng rất là ghê, và kèm theo nữa là có những cái khả năng giảm nộ nữa này. Vậy nên là với Shiny Mega Gengar này, với team ma của mình thì mình thực sự cảm thấy nó tốt, và ngay cả khi sử dụng 4 sao, bây giờ cho nó ra thôi thì cái tỷ lệ mình giành chiến thắng nó cũng sẽ kém hơn. Và với Shiny Mega Gengar này thì những cái lúc mà nó thực hiện tốt như vậy, nhiều lúc mình cũng muốn nâng nó lên 8 sao cơ. Bởi vì 8 sao thì nó sẽ còn có cái khả năng là khi một địch nào đó chết thì nó sẽ ẩn vào trong địch đó, coi như là một cách tàng hình ẩn thân rồi. Và nó cũng sẽ gây ra một lượng sát thương rất là lớn, có khả năng là gây ra hiệu ứng sát thương thực cơ. Nhưng mà thôi, sắp tới thì chưa biết là nó có sử dụng với team ma nhiều hay không nữa khi mình dồn cho cái team đất đá. Vậy nên là thôi, mình cứ để Shiny Mega Gengar 4 sao vậy. Còn với lúc này thì Luala với 6 mặt trăng, Masadao thì mình đã sử dụng, đó là thanh kiếm bất tử rồi. Với việc mình sử dụng thanh kiếm bất tử thì lại phải bỏ 5 đấm ma ra, bởi vì lúc này thì với Asgenza nó đã sử dụng với vòng cổ bí ẩn rồi thì nó không sử dụng được thêm cái 5 đấm ma nữa. Mà 5 đấm ma này chỉ phù hợp với cả mỗi con Masadao thôi, nhưng mà so với cả cái kiếm bất tử này thì kiếm bất tử này còn xịn hơn. Bây giờ thì là những trận đấu của mình với cả những người chơi ở trong cái cụm server của mình thôi. Ngày hôm qua thì mình lại có thể giành được chiến thắng trước người chơi 7.1 triệu. Ngày trước là đang ở trong hạng 1, ở top 1 bên mình rồi. Và mỗi ngày thì bị người chơi này đánh liên tục luôn. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng ngó ở trận này. Hai người chơi này đã từng đấu nhau, nhưng mà có đợt thắng, có đợt thua. Thì chúng ta sẽ cùng xem người chơi bên kia build đội hình ma kết hợp với cả Songaleo đây. Thì người chơi này không sử dụng là con Shiny Mega Gengar, mà thay vào đó là con Sernia và Hoopa, có thể khả năng là lên full Zmu rồi. Có thể Zmu 4 để có thể lấy được cái hiệu ứng, đó là bộ đôi Latios, Latias lúc đầu này. Songaleo là con để có thể đánh trả, tăng ở hàng trên. Và cũng sử dụng đó là cái tàng hình để có thể chuẩn bị được một lượt. Masadao của người chơi ở đây. Đây, còn Hoopa thì đánh 6 triệu máu nhưng mà cũng chưa nhốt được địch nào vào cả. Nuala. Thì mỗi một người thì cũng sẽ có được cái đội hình khác nhau. Mình thì mình sẽ chơi không có con Hoopa rồi thì mình sẽ thay bằng Shiny Mega Gengar thôi. Và con Masadao bên kia đánh rất là ác, nó cũng đã tiêu diệt được đó là con Celebi bên kia rồi. Nhưng mà rất là xui là con Luala nó sẽ bị đẩy lên phía trên bởi vì Zmu của con Diamond Kyo bên kia này. Và Songaleo thì bị bay ra khỏi sàn đấu, đó là do con Manaphy. Mình thấy con Manaphy này nó hay bay ra khỏi sàn đấu mấy con, như con Songaleo kỳ luôn ấy. Đây, mặt trời mọc và đánh trả ghê. Thì cảm giác cái team mình vừa rồi một đòn tấn công 41 triệu này. Sau 2 lượt là bên đấy bắt đầu hiện ra nguyên hình rồi, là cái lúc mà không có khả năng phòng ngự tốt, bị bay ra khỏi trận sàn đấu nhiều thì sẽ bị bên này đàn áp lại này, nhất là con Ramiko đam thì cũng cao. Hoopa thì chủ yếu đánh được mỗi hàng trước và chính vì như vậy cũng không tiêu diệt được sớm con Asgenza bên kia để nó có thể một phần góp sức vào để tiêu diệt bên kia sớm hơn. Songaleo thì bảo bật vàng của nó thế là ghê rồi, đánh trả được nhiều lần. Hoopa thì ngày trước cái đánh trả của nó bằng những cú đấm ấy đau cực. Nhưng mà với thời điểm này
không còn quá nhiều hiệu quả nữa, gọi như là lấy thêm cái quả đấm đấy để cho nhìn nó đẹp đẹp hơn tí thôi. Lua bên kia đã chính thức hồi sinh trở dậy này, nhưng mà cái sát thương gây ra 5.3 triệu, nếu mà với team mình đánh thì có lẽ nhiều cái nó cũng sẽ cao hơn đấy, tại vì mình nuôi Lua dồn theo kiểu sát thương mà. Và Ascenza vừa rồi rất là xui, bên kia đã bị chết, mất con Lua hết cả hồi sinh luôn, thì Masadao lẫn cả Giatina cũng không có thể làm gì được nữa, và trận đấu này thì coi như là kết thúc này. Và đây là một trận thủ thế giành chiến thắng của mình trong một buổi tối hôm qua, bị đánh 5 trận liên tiếp. Songaleo này, nhiều người chơi nuôi Songaleo tốt cực kỳ luôn ấy, nhưng mà mình hiện tại bây giờ mình đang nuôi lên 1 triệu, đánh với cả những người chơi mà được chiến cao hơn, sát thương vây giá vẫn ổn nhưng mà không hiệu quả bằng một con Shiny Mega Gengar 4 sao như các bạn thấy ở kia. Và nó chính nó ở hàng sau, nó đã giúp cho cái Raimond Kyo bên kia không thể tráo đổi được vị trí, bởi vì là con Shiny Mega Gengar này nó sẽ ẩn thân chứ không phải là một loại tàng hình, và nó không bị ảnh hưởng bởi cái hoán đổi vị trí của con Raimond Kyo nữa, cho nên là việc tốc độ thấp thì nó đi cuối, thì lúc bên mình mới có thể là tàng hình lâu đến như vậy. Còn Luala mình nuôi với kiểu lượng sát thương cao, bởi vì mình muốn con nào cũng có khả năng gây ra sát thương tốt thì mới có thể tiêu diệt bớt được địch, bởi vì một mình Masao không đủ. Raimond Kyo mình nuôi đây, lúc này có thêm cái hiệu ứng mưa rồi thế nên sát thương gây ra tốt hơn này, tàng hình coi như mình được miễn phí một lần tàng hình đến tận gần cuối lượt luôn. Nhưng mà rất tiếc con Songaleo đã tiến vào cái trạng thái mặt trời mọc của nó rồi, thế nên là bây giờ bên mình phải hiện hình nguyên ra. Nhưng mà cũng có cái hay, đó là nó đang có bị dính hiệu ứng đến từ con Shiny Mega Gengar, là địch chỉ tấn công vào những con nào mà không phải hệ ma thôi. Ascenza này, với việc một con Masadao là không đủ để gánh, thế nên là mình cũng đã cho thêm vào thêm, đó là có Ascenza nữa để tăng cường thêm cái sát thương đánh lên địch. Còn đâu tiêu diệt được địch càng nhiều càng tốt, thì đến lúc mà team ma bên mình hồi sinh trở dậy cũng chỉ gọi là dọn dẹp nốt thôi. Chỉ khổ nhất là con Raimond Kyo này thôi, bị con sư tử đánh vào rất là ác. Xong, một quả vừa rồi chết luôn con Shiny Mega Gengar, cũng không có gì khó hiểu cả. Một phần là do con Shiny Mega Gengar có 500.000 lực chiến, mà trong khi bên kia toàn những con hơn 1 triệu lực chiến rồi, hơn nhau gấp đôi lực chiến như vậy, thì sát thương gây ra bị đánh vào. Đây, lúc này chỉ còn làm nốt mấy cái vấn đề này nữa để đến khi mà con Lua mình hồi sinh trở dậy này, thêm Masadao nữa thì bên mình có thể giành chiến thắng tốt hơn. Lua thì đã xanh cỏ rồi này, một đòn ulti bắt đầu bám vào địch. Lua đã hồi sinh và giúp cho team ma được tàng hình, bắt đầu một cuộc tấn công tiếp. 14 triệu này, 15 triệu này, đã mất đi một kháng tử rồi, thêm một đòn 2.9 triệu này. Và lúc này toàn đội hình ma này thì địch không thể nhìn thấy tấn công được rồi. Thế nên là mình thấy cái hiệu quả đến từ con Shiny Mega Gengar ở bên mình cực kỳ là tốt. Và kèm theo lúc tàng hình này thì ánh trăng giật xuống. 10 triệu vào con Songaleo. Team ma cực kỳ là khó chịu với khả năng tàng hình. Vừa rồi một đòn giật ánh trăng mất sạch cả máu của con Sonia luôn. Và bắt đầu bám, quả này là một quả quyết định để có thể đấm chết con Raimond Kyo bên kia này. Đây là skin 2.8 triệu, 5.9 triệu, 9.4 triệu này. Chết. Và mình đã trụ hạng được với cả cái đội hình 4 con hệ ma như thế này. Mình vẫn thích là xài con Giatina hơn so với cả Hoopa. Chắc có lẽ là do mình không có Hoopa lên Zmu ấy. Xong, trụ hạng thành công. Tiếp đến mình có một trận đấu nhanh với cả một người chơi đam mê cái team thép đây. Với thời điểm này mình vẫn đánh giá, đương nhiên là cái team ma nó vẫn nhỉnh hơn team thép rồi. Và kèm theo nữa là với team ma cái khả năng bị khống chế rất là cao. Mình bây giờ không muốn bỏ con Raimond Kyo ra. Bên kia thì có khả năng là con Magena lên Zmu 4 rồi, bởi vì nó vừa đặt được đủ bẫy phát là coi như nó tự động ra đòn tuyệt kỹ luôn.
đó là khóa bên địch vẫn một lần hành động rồi. Nhưng mà phải thực sự nói là con Shiny Mega tốt ấy, mình chơi theo kiểu combo ấy, tức nghĩa là đến gần cuối lượt ấy thì là con Shiny Mega Gengar nó đã được đầy nộ, và đến lúc đó nó sẽ ulti, và ulti xong thì nó cũng sẽ làm cho những đồng đội hệ ma bên mình không bị tấn công. Vậy là bên mình team ma coi như là được an toàn trong đến tận 3 lượt. Cho nên là mình cảm thấy rất là thích sử dụng Shiny Mega Gengar khi đi cùng với cả team ma như thế này. Tiếc là không có ý định để đầu tư nó cao thêm thôi. Chứ còn nếu mà nâng lên 8, 11 sao thì sát thương nó gây ra nó cũng sẽ xịn hơn rất là nhiều. Lúc này chỉ để mục đích là cái hỗ trợ những cái hiệu ứng của nó thôi. Nhưng mà thực sự là cái độc của nó rút máu kê cực kỳ luôn ấy. Nếu các bạn cứ để ý dần dần, ví dụ như Songaleo chẳng hạn này, Magina bên kia nuôi tốt phết. Nhưng mà với Ashenra thì đánh phải bỏ qua khiên đã, nhưng mà với Masadao thì đánh bỏ qua cả cái khiên đấy luôn. Thế nên là bị địch bị chết. Và đây dưới hiệu ứng của con Shiny Mega Ganga, địch không thể nhìn thấy con Masadao bên mình để đánh trả quả cầu lửa lúc vừa rồi. Thì khổ thân mỗi con Raimon Kyo là ăn 2 quả cầu lửa, may không chết thôi. 12 triệu này. Và hồi trước mình nhớ lúc đấu với cả team này thì con Ziachi cũng là con đã được lên Zmu rồi. Zmu 4 thì nó sẽ có khả năng hồi sinh. Mày với Songaleo thì con cá của mình đa số là nó sẽ hay bị chết trước. Còn Ashenra thì may mắn là nó còn có cái khả năng kháng tử được một lượt. Bạn nào bảo con Son này bị yếu đi sau khi cập nhật đấy chẳng hạn này, mình thì thành thấy nó đã cào nó còn trâu hơn. Cũng may là nó ở trong trạng thái mặt trời mọc, chứ nếu không quả vừa rồi là con Shiny Mega Gengar nó đốt độc cực kỳ là ghê. Lại thêm hiệu ứng địch không thể nhìn thấy để tấn công này. Và quả cuối đây, 27 triệu, chết tất cả. Một trận đấu kế tiếp với cả người chơi mà hay đánh mình mỗi ngày đây, thì nếu mà con Volcanion này xui bị vào trong cái pháo đài này ngay lúc đầu như thế này chẳng hạn, thì bên mình cái team ma nó sẽ được tàng hình trong vòng 2 lượt đầu. Thì cái pháo đài này đúng là chỉ có đứng nhìn thôi, và đến lượt thứ 2 sau khi kết thúc xong thì nó cũng sẽ tự hạ xuống. Thì đây mình chỉ lấy một ví dụ về cái team ma, nó cũng sẽ khắc chế được một phần với cả cái pháo đài này của Volcanion với cả Magena. Còn đến thời điểm tiếp theo nữa là cái khiên của Mega TNC thì nó cũng sẽ có thể là phòng ngự vững chắc được trước cái pháo đài này luôn. Và xong, với bạn nuôi Volcanion đến thời điểm mà nó hành động xong, nếu bạn nuôi tốc độ cao thì nó pháo đài cũng bay xuống sớm. Còn đây thì Volcanion gần cuối thì mãi phải pháo đài mới xuống này, thế nên nó còn bắn được một quả. Còn với thời điểm này thì mình không thể chơi đội hình team ma thuần được nữa, mà sẽ cần kết hợp thêm với cả nước, thì nó cũng sẽ đem lại khá là nhiều hiệu quả. Đây là một trận đấu mình quay ví dụ thôi. Ok, một trận đấu cuối lại với cả người chơi bây giờ đang đứng hạng 2, mình vừa leo lên hạng 1 rồi. Vẫn là cái đội hình team ma như thế này thôi, nhưng mà đây là mình chủ động tấn công trước. Thì như các bạn thấy là mình sắp xếp kiểu như thế này, thì Luala đứng trên Ashenra thì địch không nhìn thấy Ashenra tấn công rồi. Lúc này địch chỉ có thể nhìn vào mỗi con Raimon Kyo bên mình để tấn công thôi. Khổ nhất mỗi con Songaleo bên kia đánh trả thì ác thôi. Và đây, và mình bắt đầu được tàng hình rồi trong vòng 2 lượt. Cái team ma được lợi thế rất là nhiều từ cái khoản đó là được tàng hình trong vòng 2 lượt đấy. Và lúc này là cái lúc mà bên mình tranh thủ để tấn công tiêu diệt được bớt địch đi, bởi vì một số Pokemon nó cũng đã được đầy nộ rồi. Nếu bạn mà sử dụng bàn tay ma thì Masadao nó sẽ được đầy nộ sớm hơn, bởi vì có khả năng cướp nộ. Còn với đội hình 4 hệ ma như thế này thì con Luala nó chỉ có thể hỗ trợ được 3 Pokemon hệ ma lúc đầu, có thể tăng được thêm 150 nộ thôi. Đây 4 con thì hên xui chúng ở con Masadao thì không sao, được tàng hình sớm, được nộ sớm. Nhưng mà đây mình phải chờ đến lượt 3 mới được này. Và lúc này là cái lúc mà bên mình bắt đầu tấn công, coi như là làm địch bị khống chế. Xong rồi là kèm thêm nữa là những cái làm cho địch bị bớt đi vài con. Thế là hay rồi. Đấy, ví dụ như chết Celebi rồi. Bùm. May có cái bóng của Ashenra để mình có thể chống chịu lại được một phần cái quả cầu lửa đấy của nó và những quả đánh trà này nữa.
Masadao đây. Nó đang bám vào Songaleo, khổ cái là Songaleo đang ở trong trạng thái mặt trời mọc, trạng thái bất khuất của nó thì đánh mất có một máu. Askenza được cái một cái kháng tử này. Và mình chỉ cần nó ulti được thêm một phát nữa, coi như là được ăn, là giết được thêm địch nào nữa thì chỉ chờ bên ma bên mình là tấn công được. Quạch, nó đánh 3-4 phát rồi đấy. Nếu mà được nuôi mạnh hơn một chút nữa thôi là con Ramkyo sẽ bị tử trận luôn. Và đây là một đòn tuyệt kỹ cuối cùng của Askenza trước khi chết này. Luala cũng đã chính thức xanh cỏ. Nhưng mà cái khả năng của team ma đó chính là lật kèo rồi. Thôi còn chưa kịp ulti luôn. Nhưng mà cũng như thế, quả vừa rồi thì Masao bắt đầu được ulti khi mà cuối lượt, nhưng mà cũng chết. Nhưng mà cũng cho Askenza một quả ăn đòn. Lại bám. Đợt tấn công thứ hai tiếp tục. Và khi Lola hồi sinh như này, mình đang sử dụng bảo vật vàng của nó thì nó sẽ tăng cường thêm là 15% máu gốc dành cho những Pokemon mình đã hồi sinh, cả chính nó nữa. Hồi sinh lần 2 lại là thêm 15% máu, thì những cái sát thương nó gây ra nó cũng sẽ xịn hơn. Vừa rồi thì Askenza đã chính thức tử trận rồi, thì luôn Masadao mình được hồi sinh trở lại. Lần sau nó không bám nữa đâu. Lúc đó thì con Masadao ulti lại thì địch cũng sẽ không thể mà thì hồi sinh đối với Masadao luôn. Tàng hình và tàng hình lại bám tiếp. Đốt rất là đau luôn, độc này, lửa cháy này, Songaleo đang đầy máu cũng bị tử trận luôn. Rất may là còn kháng tử của Celebi, không là cũng tử trận rồi, 5.4 triệu này. Chết, trận đấu này mình giành chiến thắng.